Nếu lúc chúng ta ăn quýt có thể ăn trong chánh niệm, thì lúc đó giữa chúng ta và quýt sẽ tạo nên một sợi dây liên kết cùng với nhau. Khi chúng ta không tập trung tinh thần để mà ăn quýt, ý thức của chúng ta sẽ không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Chúng ta lo lắng tương lai của mình hoặc là hối tiếc chuyện của quá khứ. Do đó, ngay trong khoảnh khắc này, chánh niệm vào việc ăn quýt, đó là điều rất là quan trọng. Nếu các con làm được như vậy, thì các con cũng chân thực hiện hữu, có thể từ trái quýt để nhìn thấy tất cả mọi thứ, là điều mà người ta không chú tâm sẽ không nhìn thấy ra được. Người tỉnh giác có thể từ trong trái quýt thấu suốt toàn bộ quá trình sự sống của nó. Cây quýt ra hoa vào mùa xuân, ánh mặt trời chiếu vào nó và giúp nó sinh trưởng. Những hạt mưa từ trên trời đã tưới tẩm cho nó. Vạn vật trong tự nhiên đều bao hàm trong đó. No.